Hello mọi người nhé, hôm nay củng cố cái tủ này. Tủ này mất 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 cái khóa đây rồi. Tủ này sai rất nhiều những chi tiết nhỏ ở đây này. Trước mắt phải chụp ảnh nữa. Tủ này không có băng dính bịt cổ cáp này. Này không được dính này. Cái này cũng không được cho vào giật mèo này. Bị mất cái khóa đó. Không có ống vàng. Giờ thì phải nâng tủ này lên đã anh ạ. Có một cái dây nó bên này. Cái đài này phải đánh lại thôi. Cho ra phết hết. Thank you.
phải đánh lại anh ạ. Ta sẽ phải đánh đâu đấy là 4 đai. Ở đây thì mình sẽ thắt lại thôi anh ạ, không cần phải đánh lại chỗ này. Một đai cái cột tròn như này nó đã quá chắc rồi. Thank you.
Ok. Mình vừa mới phải mua cái này, nhét cái cáp này vào quan trọng nhất là cái cáp to này, cáp to này mà không vào được thì cáp nhỏ mình sẽ cho vào sau. Cho cái dây này vào cũng khó khăn hết đấy. Alo. Ồ, anh ơi. Ơi. Ở khu anh có hai con hôm đấy không, chuyển em ơi. Hai con hôm của trường, em vào trường đấy nhá. Trường à? Ờ. Ờ, ok, ok. Mày có anh em vào rồi.
chưa. Đây mình sẽ úp như này. Ok. Cái vết cắt thì mình sẽ úp vào bên trong anh em ạ. Mình đánh ngược. Thuận tay, không thuận tay thì cho các con này. Không thuận tay thì phải đi từ bên trái sang. À từ bên phải sang anh em ạ. Cái mép của cái tủ này bằng với cái đáy của cái cáp. Ôi, thế thôi. Ở đây cái tủ này tủ đối tác làm ngày xưa. Ông ăn mất hai cái ăn mất hết hai cái hộp cái tủ cái ống vàng ở đây. Anh em lưu ý cái đánh thì anh em để ý cái dây điện nhé. Hơi ngắn à.
Nay không để ý thì có một số cái dây nó phi vào bên này. Cay nhỉ. Tốn đi đéo đâu đây. Áo đông quốc gia. Đám cưới à? Chào chưa? Để tốt wifi nhau ạ. Tốt wifi. Tự nhiên thì đéo nào mình chui vào được đây nhỉ. Nãy không để ý mà. Bỏ ra cái dây này ra. À bị có mỗi một dây chứ. Thịt vào đây. Một giây là bỏ rồi thì mình sẽ cắt luôn. Đây là cái dây bỏ này. Mình sẽ bỏ cái cao su non này đi. Không dùng cao su non nữa.
la đảm đi à? Hả? À, măng tươi mưa. Còn một cái sợi đéo đâu rồi. Sợi số 2 này bỏ này. Hay lái ô tô ấy chưa? Hay lái ô tô ngon ấy chưa? La nốt hôm nay hả? Có. Nhưng mới tốt la điếu chứ. Nhưng mới xây tốt la điếu chứ. Phải la lại. Anh em. Thầy cũng nghỉ với mình lâu lắm rồi đấy. Hơn một năm rồi đấy. Bây giờ là thầy chuyên phụ kiện. Sự kiện. Đám cưới. Chỗ này dán rất khó nhưng mà không dính vào đâu. Hôm trước thì họ có anh ở trên YouTube này bảo là phải thiết chỗ này lại. Rất cảm ơn họ. Mình cũng không để ý cái này, mình cũng phải thiết lại nhé anh em nhé. Đây là cái bộ chìa. Đây, chỗ cái ruộng mèo này thì anh em cũng phải cho vào. Mình sẽ cắt một nửa đi. Một nửa đi để vòng xuống cho nó dễ.
Những cái cáp ống lỏng như này thì anh em phải cho. Đấy, hơi thiếu ruột mèo anh em ạ. Chạy hết rồi. Ui, cái này không được rồi. Tụ này nó bận quá. Rất nhiều đồ anh em ạ. Rất nhiều đồ phải làm. Rất nhiều đầu việc phải làm ở trong này. Làm một cái này tiết kiệm hơn anh em ạ. Không biết nó có kín hay không nữa.
Cái này mình làm tốn thời gian phết đấy. Tụ này tụ 11, 15. Trong này. Trong này thiếu một cái cúp lơ này, mình sẽ đặt cái cúp lơ vào trong này. Đây thiếu một cái khóa này.